Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Gặp mặt nữ cựu chiến binh quân đoàn 2 tại Quảng Bình. Kiểu như cả địa phương vui Tết Trung Thu. Bất cập trong xử lý xe quá khổ quá tải. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Lương Ninh tăng tốc về đích đạt xã nông thôn mới. Hôm qua mùng 6 tháng 9, huyện Bố Trạch tổ chức triển khai luật đất đai năm 2013 cho cán bộ chủ chốt và cán bộ điều chỉnh các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa 13 chính thức thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Luật có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với luật đất đai năm 2003. Tại hội nghị này, cả đại biểu đã được tiếp thu ba nội dung, đó là sự cần thiết ban hành luật đất đai năm 2013, quan điểm của Đảng ta đối với luật đất đai, điểm mới trong luật đất đai năm 2013. Sáng nay mùng 7 tháng 9, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân đoàn 2 tại Quảng Bình tổ chức gặp mặt truyền thống nữ cựu chiến binh nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ, mùng 7 tháng 9 năm 1974, mùng 7 tháng 9 năm 2014. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Hà Nội cùng 300 nữ cựu chiến binh Quân đoàn 2. Cách đây 40 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1974 tại Quảng Trị, Quân đoàn 2, quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Ngay sau khi thành lập, quân đoàn đã phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Quân khu Trị Thiên liên tiếp tấn công giành thắng lợi trong các chiến dịch Nông Sơn, Thượng Đức, La Sơn, Mỏ Tàu. Mùa xuân năm 1975, quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch mở màn Tây Nguyên, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột và tham gia các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng. Đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn đã đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống nồi các ủy quyền Sài Gòn, cầm lá cờ chiến thắng lên nóc phủ Tổng thống ủy quyền vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đất nước hòa bình nhưng các nữ chiến sĩ quân đoàn 2 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với hai nước bạn Lào và Campuchia. Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân đoàn 2 tại Quảng Bình và đồng để toàn thể hội viên nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, học tập và noi gương đại tướng Võ Nguyên Giáp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển. Trong 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi và hội thao võ thuật năm 2014. Tham dự hội thi hội thao có hơn 100 đồng chí đến từ 14 đồn biên phòng, hải đội 2, tiểu đoàn cơ động huấn luyện. Hội thi hội thao diễn ra với các nội dung nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2011, thực hành động tác điều lệnh đội ngũ, soạn giáo án và thực hành huấn luyện về điều lệnh đội ngũ. Về hội thao võ thuật, nội dung thi đấu đồng đội gồm đồng diện võ thể dục, phân thể võ thể dục, nội dung thi đấu cá nhân gồm kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ. Đây là dịp nhằm nâng cao trình độ năng lực huấn luyện điều lệnh cho cán bộ chỉ huy cả đơn vị, từ đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, võ thuật, nâng cao sức chiến đấu cho bộ đội. Kết thúc hội thi hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho tiểu đoàn huấn luyện cơ động, giải nhì cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và đồn Ron, giải ba cho đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Xanh và đồn biên phòng Côn Doang. Qua hội thi hội thao, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc tiếp tục tập luyện để tham dự hội thi hội thao do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức vào thời gian tới. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2014, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở tu viện sông Mỹ Thiện xã Hương Phương, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật xã Quảng Xuân và một số trường mầm non trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã thăm hỏi tình hình học tập sức khỏe cũng như việc tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu ở các nhà rông, các địa phương trường học và chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, cố gắng rèn luyện học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa được học chữ, vừa được vui chơi, giúp các em phát triển toàn diện. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật xã Quảng Xuân và tu viện sông Mỹ Thiện xã Hương Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Tuyên Hóa
cũng đã tổ chức vui trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng. Trong không khí vui tươi của ngày Tết thiếu nhi, các em đã được nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước, những lời dặn dò ân cần của các bậc lãnh đạo, thưởng thức những tiết mục văn nghệ hồn nhiên, vui tươi và cùng nhau phá cỗ trung thu. Nhân dịp này, nhiều em có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua cũng đã được khen thưởng. Những món quà tuy không lớn nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng và các đoàn thể đối với thế hệ tương lai của đất nước, góp phần động viên các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tối ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức đêm hội vui Tết Trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và trò chơi lý thú. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cả cấp các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Qua đó, khuyến khích các cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Với chủ đề Rồi Trăng Về, chi nhánh Viettel Lệ Thủy cũng vừa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đến với chương trình, các em không chỉ được trực tiếp tham gia vào các trò chơi bổ ích, lý thú, mà còn được nhận những phần quà độc đáo. Đây cũng là một trong những hoạt động gắn liền với việc giáo dục và hướng về trẻ em nằm trong chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel Lệ Thủy trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Trong khi ở khắp nơi, thiếu nhi đang rộn ràng chào đón ngày hội của mình, thì đối với các em ở những vùng sâu vùng xa, do đời sống còn nhiều khó khăn nên các em chưa có được cái Tết thiếu nhi đầm ấm. Tuy nhiên, với sự chung tay giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân, mùa Trung thu năm nay, các em đã có được những món quà thật ý nghĩa. Đây là em Hồ Văn Chiêu, hiện đang là học sinh lớp 4, trường tiểu học Long Sơn, bản Chân Trùng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trong khi không khí đón Tết Trung thu đã ngập tràn khắp nơi, thì ở đây, Hồ Văn Chiêu và những người bạn của mình có lẽ vẫn chưa cảm nhận được không khí vui tươi của ngày Tết thiếu nhi. Thậm chí, các em còn không biết đến khái niệm Tết Trung thu là gì. Khi được hỏi về Tết Trung thu, trong ánh mắt của các em thiếu nhi nơi đây đều hiện lên vẻ lạ lẫm, bờ ngỡ. Là một xã vùng sâu, vùng xa, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các em học sinh được đến trường đã là một sự nỗ lực lớn của gia đình, thầy cô và của chính các em. Bởi vậy, Tết Trung thu đúng nghĩa với các em học sinh nơi đây, nhất là trẻ em nghèo, là một điều thật sự xa vời. Cháu đã được nghe đến Tết Trung thu bao giờ chưa? Dạ, cháu chưa được nghe Tết Trung thu bao giờ ạ. Con cháu đã, cháu có biết Tết Trung thu là ngày gì không? Cháu chưa bao giờ biết Tết Trung thu. Trung thu năm nay sẽ là một mùa trung thu đặc biệt, một kỷ niệm đáng nhớ đối với các em thiếu nhi ở bản Chân Trùng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Bởi đây là lần đầu tiên các em được đón một cái Tết thiếu nhi thực sự. Từ nguồn kinh phí vận động của các nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên của câu lạc bộ du lịch trách nhiệm Quảng Bình đã mang đến cho các em ngày hội thiếu nhi với những món quà thật ý nghĩa. Trong cái chuyến đi từ thiện đến với các em vùng cao trong đợt trung thu này, thì bản thân tôi cũng rất là ấn tượng và rất xúc động trước những cái tình cảm của các em nhỏ, bởi vì có thể nói đây là lần đầu tiên mà các em được đón một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa, cũng được phá cỗ, rồi được nhìn những cái đèn ông sao, những cái bánh, gói kẹo, và có thể nói cũng hòa như với cảm xúc của các em. Bản thân tôi cũng rất là hồ hởi, phấn khởi khi là các em ở vùng cao rất là thiệt thòi, rất là nhiều, nhưng hôm nay thì được một chương trình thật ý nghĩa. Trong đêm hội trăng rằm, ngoài việc được tận hưởng không khí trung thu nồng nhiệt, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, giao lưu với chị Hằng, chủ quầy và được phá cỗ trung thu. Hôm nay em được nhận bánh kẹo và đồ chơi và bóng đèn sao sao. Đây là lần đầu tiên em được đón Tết Trung thu. Em rất vui. Ngày hội Tết thiếu nhi đã mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi nơi đây, góp phần bù đắp những thiệt thòi trong cuộc sống cho các em, tạo niềm vui và động lực cho các em học tập và rèn luyện. Cũng là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng. Trong đó có các thành viên của câu lạc bộ du lịch trách nhiệm Quảng Bình chung tay mang đến niềm vui cho các em nhỏ,
chia sẻ bớt gánh nặng với những vùng còn gặp nhiều khó khăn. Có thể nói, tình trạng xe chở quá khổ quá tải từ lâu đã làm đau đầu các ngành chức năng và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hư hỏng nặng nhiều tuyến đường giao thông. Trước tình hình này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã lựa chọn chủ đề của năm 2014 là siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Điều này nhận được sự đồng tình của quần chúng nhân dân cũng như nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế sau gần 5 tháng tăng cường kiểm soát tải trọng cả phương tiện cơ giới đã nảy sinh nhiều bất cập cần phải được tháo gỡ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm, trong đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới thùng xe. Tại Quảng Bình, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra 4.700 lượt phương tiện, trong đó đã phát hiện và xử lý trên 1.800 trường hợp xe quá khổ, quá tải, tước giấy phép lái xe 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 3 tỷ đồng. Nếu như trước đây, tỷ lệ xe quá khổ quá tải chiếm trên 30% số phương tiện lưu thông, thì nay con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 15%. Có thể nói, sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng đã hạn chế được tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, giảm thiểu được tai nạn giao thông cũng như bảo vệ được kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường. Trước đây có những xe quá tải từ 150 cho đến 200% cái tải trọng của xe, thì bây giờ xe nào cao nhất về vượt tải cũng nằm ở cái mức là 15 cho đến 20% là cao. Như vậy khẳng định rằng là cái việc kiểm soát xe quá tải đã có tác dụng rất lớn đối với cái hệ thống vận tải trên đường bộ và thúc đẩy cho ngành đường sắt rồi đường biển để tăng cường cái năng lực vận tải để góp phần chung trong cái mạng lưới vận tải đường bộ, đường sông, đường cảng biển trên toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì việc kiểm soát tải trọng xe cũng đã khiến không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng về hiệu quả kinh doanh, trong đó ảnh hưởng lớn nhất là các doanh nghiệp vận tải. Theo các doanh nghiệp, chủ trương đưa ra là đúng đắn. Tuy nhiên phải có một lộ trình nhất định để doanh nghiệp thích ứng vì đa số doanh nghiệp đã ký hợp đồng vận chuyển với đối tác kèm theo thời gian và chi phí nhất định. Nhập nguyên bản mà lúc mà đã chở dưới thùng hoặc ngang thùng là đã quá tải rồi. Nhưng mà nếu mà nhà nước và chính phủ mà quy định như vậy thì phải có thời gian mà cho phép một lộ trình. Tất nhiên là doanh nghiệp phải thực hiện theo chủ trương chính sách của nhà nước khai thác, nhưng mà phải thời gian cho phép một lộ trình. Chứ còn giờ chứ thì một lúc mà thực hiện thì chở mà đủ tải thì chi phí cũng đủ tiền nuôi công nhân. Liên quan đến những quy định xử phạt theo Nghị định số 171/2013 của Chính phủ, một số doanh nghiệp đề xuất nới lỏng quy định xử phạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Những cái xe nhập khẩu từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc với cái thùng tiêu chuẩn phù hợp với thông tư 32 của Bộ Giao thông Vận tải thì là quá trình chuyên chở vận tải thì có thể thi cân, có thể vượt quá tải. Nhưng cái quá tải này không phải là những cái đối tượng phương tiện vận tải để phá đường giao thông. Thì do vậy, chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng xem xét xử lý, không đánh đồng những cái xe thùng bề phù hợp với thông tư 32 và những xe hộ vô của Trung Quốc với cái dung tích thùng gấp 3 lần của những cái xe tiêu chuẩn theo thông tư 32. Một vấn đề khác liên quan đến đăng kiểm phương tiện. Trước đây, các phương tiện thiết bị vận tải trong nước chủ yếu là nhập khẩu, nhưng trên giấy đăng ký, dù ghi tải trọng thiết kế của nhà sản xuất, nhưng khi đăng kiểm, tải trọng tham gia giao thông của các phương tiện xe cơ giới hầu hết lại bị giảm xuống. Điều này đã gây rất nhiều xáo trộn và khó khăn cho các doanh nghiệp. Khi chúng tôi đi trên đường thì hai lực lượng xử lý theo hai cái quan điểm khác nhau. Bên công an thì xử lý theo cái trọng tải của thiết kế của nhà sản xuất. Còn bên thanh tra của giao thông thì lại xử lý theo cái trọng tải của cho phép của các cái trung tâm đăng kiểm. Đấy, nên đơn vị tôi không biết chấp hành theo kiểu nào. Nếu mà chở quá tải ít tải quá 16 tấn thì lại không đủ bù cái giá thành, mà chở 20 tấn theo đúng thiết kế thì lại bị phạt. Khó khăn ở đây là
cái cân bộ cân lưu động thì chỉ hoạt động được một điểm và một tuyến nhất định. Đấy. Còn lại khi hoạt động ở điểm này thì điểm khác lại có những cái khó khăn và có những cái kẽ hở cho các cái lượng xe quá khổ quá tải hoạt động. Các cái doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp đã có cái cam kết là không chở quá hàng, chở hàng quá tải trọng hoạt động trên đường bộ, nhưng thực chất là cái chấp hành chưa triệt để, vẫn để cho xe quá tải chạy trên đường bộ. Và để giải quyết cái tồn tại này thì Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu với Ủy ban tỉnh là ban hành văn bản quy định cái trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp nếu để cho xe quá tải hoạt động trên đường bộ trong thời gian sắp tới đây. Ý thức của các doanh nghiệp, chủ phương tiện đã là một phần. Điều quan trọng là việc xử lý xe quá khổ, quá tải cần phải được thực hiện một cách đồng bộ, lâu dài và thống nhất trên cơ sở lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh để vừa có thể kiểm soát được tải trọng phương tiện nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải phát triển. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Phát hiện xe khách chở động vật hoang dã trái phép. Quảng Bình khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Lương Ninh tăng tốc về đích đạt xã nông thôn mới. Ngày 5 tháng 9, trong lúc làm nhiệm vụ, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc chi cục kiểm lâm Quảng Bình đã phát hiện chiếc ô tô khách mang biển số 47B00849 đang lưu thông theo hướng Nam Bắc trên xe chở động vật hoang dã. Tài xế là ông Đoàn Xuân Quốc, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trên xe có chở 59 cá thể tôm, 8 con trồn mướp hay còn gọi là cây vòi hương với tổng trọng lượng 151,5 kg. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có giấy phép vận chuyển. Chủ số hàng trên là bà Phạm Thị Hoàng và Vương Thị Thu, đều trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Qua điều tra, chủ hàng đã khai nhận làm giả giấy tờ nhằm qua mặt các lực lượng chức năng. Đội kiểm tra cơ động số 1 đã tịch thu số hàng trên, đồng thời lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ hàng. Tổng số tiền phạt là 140 triệu đồng. Những năm qua, cùng với việc vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cả phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tỉnh đoàn Quảng Bình đã làm tổ công tác quản lý phát triển nguồn vốn ủy thác của các ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hàng trăm đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay Quảng Bình có gần 200 tổ tiết kiệm vay vốn do đoàn viên thanh niên quản lý với tổng số tiền trên 144 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thời gian qua, cả các bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực rà soát, tạo điều kiện cho hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Hầu hết các hộ gia đình đoàn viên thanh niên được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích. Nhiều đoàn viên thanh niên đã có cuộc sống ổn định, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có gần 400 trang trại trẻ do các đoàn viên thanh niên làm chủ. Thời gian tới, tỉnh đoàn Quảng Bình tiếp tục cho đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế trên cơ sở nắm vững tình hình thực tế ở từng địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có sự định hướng, trợ giúp từ lúc tiếp cận vốn vay cho tới khi triển khai các mô hình phát triển sản xuất phù hợp. Tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa vụ hè thu. Vụ hè thu năm nay, xã Hàm Ninh gieo cấy 283 ha với bộ giống chủ lực là HT1, HT6, SV46, PC6 và giống lúa Bắc Thơm. Nhờ thực hiện đúng lịch thời vụ và tích cực chăm bón, điều kiện nước hợp lý, phòng chống sâu bệnh kịp thời nên lúa hè thu phát triển tốt. Qua đánh giá thăm nông, năng suất bình quân toàn xã ước đạt 53,7 tạ một hecta. Tấn bản giống lúa DTL2 mới đưa vào gieo thử nghiệm cho năng suất cao nhất đạt 60 tạ một hecta. Giống lúa HT1 có năng suất gần 57 tạ một hecta. Giống lúa SV46 năng suất đạt 55 tạ một hecta. Tổng sản lượng lúa vụ hè thu toàn xã ước đạt trên 1.500 tấn. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Hàm Ninh đã huy động 12 máy gặt đập liên hợp cùng với sức dân phấn đấu thu hoạch xong lúa hè thu trước ngày 15 tháng 9 tới để tránh mưa lũ. Phát huy phẩm chất của người lính cô hô sau chiến tranh trở về với cuộc sống đời thương, nhiều cựu chiến binh đã vượt qua hoàn cảnh vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Cựu chiến binh Trương Thanh Tâm ở phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn là một điển hình như thế. Không cam chịu đói nghèo, sau nhiều năm trăn trở tìm hướng đi thích hợp để phát triển kinh tế,
Năm 2001, cựu chiến binh Trương Thanh Tâm đã mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Với số vốn ban đầu ít ỏi, anh đầu tư mua máy móc, nguyên vật liệu sản xuất gạch thẻ. Những năm đầu, cơ sở sản xuất của anh gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ. Nhưng với nghị lực của một người lính, anh đã vượt qua khó khăn để duy trì cơ sở sản xuất gạch thẻ. Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 3.000 viên gạch, mỗi viên bán ra thị trường 1.700 đồng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 15 lao động địa phương với mức lương bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nhiều giải pháp linh hoạt sáng tạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với nguồn lực sẵn có và quyết tâm cao, xã Lương Ninh đang quyết tâm cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Thời điểm này, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các công trình, hạng mục đang thi công cũng được gấp rút đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Lương Ninh đã có bước chuyển mình vững chắc. Nét nổi bật nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Lương Ninh là sự đồng lòng quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, nên việc huy động nguồn lực trong cộng đồng đã kết quả cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến 2.700 m2 đất và tài sản trên đất, giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân đã đóng góp gần 42 tỷ đồng. Như vậy, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông, nhựa hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương của bà con nhân dân trên địa bàn. Toàn xã Lương Ninh hiện có 42 tuyến đường giao thông nông thôn và 6,5 km đường giao thông nội đồng đã được chỉnh trang bê tông mới. Các công trình như trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được nâng cấp, tu sửa để đáp ứng đủ tiêu chí và phục vụ tốt cho người dân. Từ khi mà có chủ trương quốc gia xây dựng nông thôn mới, nói chung đảng bộ của xã Lương Ninh và nhân dân xã Lương Ninh rất phấn khởi. Hiện tại là tu sửa các con đường nông thôn. Thì có gia đình là đại hiến của hiến công, có những hiến những cây cao ăn quả lâu năm cũng hạ xuống để làm đường bê tông. Người dân ở đấy là rất phấn khởi và tự hào. Trên con những con đường đi khi trước là không được là thoải mái như lúc này. Hiện tại làm đường bê tông rồi là trên xe cộ, trên đường xá, trên đường đi của nông thôn ngày càng khởi sắc. Để thực hiện cái hoàn thành cán cân 19 trên 19 tiêu chí thì cán bộ nhân dân thôn Hiến đã về chuyển hiến về đất thì chúng tôi đã hiến được 1.245 m2. Về cơ sở vật chất như tường rào cổng thì chúng tôi đã hiến được 67 là mét để là mở rộng đường thông thoáng trong quá trình xây dựng giao thông thôn. Về cái công tác tuyên truyền vận động là khi bắt đầu cái chương trình ra thì chúng tôi là họp tất cả các khối đoàn thể và họp nhân dân bàn cái phương hướng định hướng thời gian và công việc cụ thể để rồi là nhân dân hiểu, đoàn viên hội viên hiểu những công việc mình sắp làm sẽ làm và cái đích sẽ đến để rồi là thấu hiểu được cái việc đó là toàn dân chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất kinh tế xã hội, chính quyền địa phương đã tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện nay Lương Ninh đã đạt 16 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và hộ nghèo đang được chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm nay.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, Lương Ninh được tỉnh cho để chỉ đạo 111 xã triển khai cả đích 19 tiêu chí nông thôn mới từ ngay đầu năm. Đảng ủy cũng như hội đồng, ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị cũng đã tập trung là hạ quyết tâm trên cơ sở là chỉ đạo của tỉnh, rồi là ban chỉ đạo của huyện, xã chúng tôi cũng đã là xây dựng được một kế hoạch lộ trình để phấn đấu là 3 tiêu chí còn lại, đó là tiêu chí về cơ sở giao thông, rồi là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí hộ nghèo. Thì đến nay cơ bản về 2 tiêu chí văn hóa và tiêu chí giao thông thì chúng tôi đã được triển khai được cơ bản 70% kế hoạch. Còn lại thì về tiêu chí hộ nghèo thì chúng tôi cũng sẽ tập trung chỉ đạo để triển khai ra soát một cách quyết liệt và tiến hành các thủ tục đề nghị huyện và tỉnh kiểm tra công nhận về nông thôn mới. Với những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, xã Lương Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2014, phấn đấu đạt xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Quảng Ninh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Sau đây như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo thời tiết Quảng Ninh đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 30 độ. Vùng biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0.5 đến 1.5 m. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 9, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ.